Các bạn đang xem hai đội bóng Lam Đông Chiểu gặp đội bóng Phố Hoa Hồng. Giao lưu lần 2 của đầu xuân. Anh không được liên tục, em đang quay. Nói phải văn minh. Trận bóng này là trọng tài chính bắt là một nữ trọng tài từ thành phố Hồ Chí Minh ra. Nữ trọng tài Lê La. Lúc này hai đội bóng đang ngang tài ngang sức 15-2. Nghiêng về đội Đông Chiểu. Trọng tài chính bắt là hôm nay là trọng tài Lữ Lê La. Mười bảy hai, nghiêng về bóng chuyền Đông Chiểu. Mười bảy ba. Mười bảy bốn. Lúc này đội Hoa Hồng đang vượt. Đang vượt dốc. Anh phiền nói văn hóa vậy nhớ. Anh cứ đến gần cho em, anh lại cứ hay nói ấy. Đội bạn đã được tập luyện gần 20 năm rồi. Đơn ra là kỹ thuật có lổ trội hơn đội Vivan. Trọng tài chính bắt ngày hôm nay là trọng tài Lữ Lê La từ thành phố Hồ Chí Minh bay ra bắt cho trận đấu bóng chuyền hơi Lam Đông Chiểu và bóng chuyền hơi Phố Hoa Hồng. Thank you.
Lần sau đội Đông Triều Lâm mặc áo vào nhá. Thống nhất là mặc áo vải vào, không mặc áo da đâu. Hiệp 2 đổi sân giữa đội bóng Vi Văn và đội bóng Truyền Hơi Đông Triều. Lúc này là 2-0 nghiêng về Hoa Hồng. Bóng không qua lưới. Điểm cho Vi Văn. 3-1. Trọng tài chính bắt trận này là trọng tài Lữ Chính từ thành phố Hồ Chí Minh ra. Trọng tài Lê La. Đập bóng không sang. Điểm cho Vi Văn. 6-2. Đội bóng Vi Văn rất là non trẻ, mới thành đạt được có mấy tháng thôi nhưng mà tay nghề lên rất là tốt. Chín hai nghiêng về Vi Văn. Nghiêng về Vi Văn. Bóng không qua lưới. Điểm cho Vi Văn. 11-4. Đúng rồi. Bình tĩnh, sân về.
Điểm cho Đông Triều 11-6. Tám mười một. Anh Kiên hôm nay là được đưa bóng hơi nhiều đấy. Anh Kiên là hôm nay được đưa bóng hơi nhiều đấy. Đội bạn đưa bóng cho anh hơi nhiều đấy. Được. Hả? Có. Hôm qua thắng mấy xét liền gì anh? Mười lăm ba nghiêng về Đông Triều. Trọng tài chính bắt trận này là trọng tài nữ từ thành phố Hồ Chí Minh bay ra là trọng tài Lê La.